Sáng ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành chủ trì cuộc họp với Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá để giải quyết các vướng mắc kiến nghị của thành phố Rạch Giá. Cùng tham dự hội nghị có ông Lê Thanh Kiệt, Ủy viên Ban Thường trụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Rạch Giá. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá Nguyễn Văn Hôn cho biết, đến nay trong 20 nhiệm vụ thành phố đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, đang thực hiện 10 nhiệm vụ, 8 nhiệm vụ còn khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đề nghị thành phố Rạch Giá tập trung thực hiện các tiêu chí đô thị loại 1 theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh cũng như nghị quyết Đảng bộ thành phố là từ nay đến trước năm 2025 phải lên đô thị loại 1. Thành phố tiếp tục rà soát cập nhật lại kế hoạch có lộ trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí nào đã đạt, tiêu chí nào chưa đạt thì phải ưu tiên tập trung nguồn lực, kể cả ngân sách chung của tỉnh và của thành phố. Bên cạnh đó phải tập trung rà soát bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục đầu tư cho địa bàn. Đề nghị Sở Tài chính căn cứ vào chủ trương đã cho trước đây để tập trung nguồn lực thực hiện công tác quy hoạch toàn diện của tỉnh Kiên Giang mà thuộc về ngân sách nhà nước phải thực hiện. Thành phố Rạch Giá tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính rà soát lại những công trình tạo trọng điểm cân đối và đối ứng ngân sách ưu tiên cho thành phố hoàn thành nhiệm vụ đô thị loại 1 trước năm 2025. Đối với đề xuất kiến nghị tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương sửa chữa mở rộng đình Nguyễn Trung Trực và bổ sung nguồn vốn để bồi thường các hộ dân khu vực lân cận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành nhấn mạnh, vấn đề này đã có chủ trương sẽ bố trí nguồn lực hoặc huy động xã hội hóa. Tỉnh xem xét chấp thuận địa điểm tổ chức chương trình văn nghệ khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2023 và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và địa điểm tổ chức bắn pháo hoa và biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Còn tổ chức lễ hội đó thì thống nhất các đồng chí thôi, bây giờ là mình cứ chọn cái địa điểm cố định đi các đồng chí, nó thành cái thường niên rồi, thành cái quen rồi. Ví dụ khai mạc cái lễ hội là mình dùng cái quảng trường công cộng á, ở Trần Quang Khải đó, thì đây là mình làm thường niên luôn đi. Bởi vì là các đồng chí đừng có ưu tiên làm cho doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia trên đất người ta, mà chỉ lấy cái quảng trường công cộng này mình làm là nó đúng nhất. Thấy không? Đó. Kể cả pháo bông, pháo hoa gì đó, trước Tết này tôi cũng cho ý kiến các đồng chí. Thứ hai là cái người ta đi xem nó quen rồi, ta hiểu được đường đi, gửi xe, ngõ, ngách gì ta hiểu hết rồi. Thì bây giờ hàng năm mình cứ tổ chức ở đây thì nó tốt thôi. Đó. Thậm chí mình nâng quy mô gì lên đó. Nhưng mà địa điểm là nên giữ ở đây. Đừng thay đổi đâu hết đó. Rồi cái lễ hội của Nguyễn ngày 10 tháng 10 đó thì các đồng chí trong ban chỉ đạo cũng có rồi đó, xây dựng kế hoạch cụ thể thống nhất lại để phối hợp làm cho nó tốt thôi. Bởi vì cái quy mô của lễ hội hàng năm mình đều tăng lên. Tăng lên thì cái này các đồng chí cố gắng là hàng năm làm sao chúng ta làm tốt hơn để thu hút cái lượng khách nó về nhiều hơn. Từ tháng 11 năm 2018, Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá đã sáp nhập với Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố và thực hiện nhiệm vụ đa chức năng, bao gồm thực hiện khám chữa bệnh, dự phòng và truyền thông dân số. Hiện nay, số lượng khám chữa bệnh của người dân đã tăng lên khoảng 350 đến 400 người một ngày, so với năm 2019 là khoảng 200 người một ngày. Số lượng bác sĩ tăng lên 40 người. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế thành phố đã xuống cấp, vẫn chưa triển khai đầy đủ các giường bệnh, các khoa chuyên môn, khoa cận lâm sàng do diện tích chật hẹp. Từ đó chưa đáp ứng công tác điều trị nội trú và khám bệnh ngoại trú, cũng như chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành đồng ý theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá là sửa chữa nâng cấp Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá tại địa chỉ cũ nếu đảm bảo diện tích và cải tạo sửa chữa các phòng chức năng hiện hữu. Đối với Bệnh viện Đa khoa cũ, Chủ tịch Lâm Minh Thành đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan chấm dứt khu thu dung cách ly tại đây. Thống nhất giao khu đất này lại cho thành phố Rạch Giá quản lý, thực hiện quy hoạch trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và một phần diện tích đất quy hoạch công viên. Xác định thứ tự ưu tiên để bố trí quỹ đất, đảm bảo công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố đối với chủ trương đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư trên địa bàn thành phố. Khu tái định cư thành phố Rạch Giá tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Hiệp. Khu tái định cư thành phố Rạch Giá tại Rạch Giác 2, phường Vĩnh Hiệp. Khu tái định cư Phú Cường, phường An Hòa. Khu tái định cư Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang. Đối với vấn đề mở rộng nâng cấp, đề nghị thành phố Rạch Giá phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải và các ngành liên quan để thống nhất quy hoạch mạng lưới hạ tầng toàn diện hơn, ưu tiên cần thiết cấp bách liên quan đến kết nối hạ tầng trên địa bàn thành phố, đánh giá toàn diện hệ thống ngập úng của thành phố để có hướng xử lý, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất của nhân dân.